Hai cô trên nước biển hôm nay trong cái buổi tiệc gây quỹ của ban bãi nhiệm, chúng tôi thấy cô có mặt tại đây, mặc dầu rằng từ Nam Cali xuống. Vừa qua thì từ Nam Cali, tôi nghĩ rằng cô Trần Thị Nguyễn cũng có theo dõi cái sự kiện tại Seroge. Đơn hôm nay cô có mặt ở đây, cô có điều gì phát biểu với đồng hương trong cái việc bãi nhiệm và cô ủng hộ cái việc mà gây bãi nhiệm thế này thưa cô? Dạ, Trần Thị Nguyễn, giám sát viên của Đài Hạt Một quận Cam xin kính chào quý vị đồng hương ở San Jose. Rất là hân hạnh cho chúng tôi tới lên đây. Là quý vị cũng nhớ là một năm vừa qua đó là Trần Thị lên trên đây, mình ở lại chung nhau. Cộng đồng đồng hương của chúng ta đêm dài nhất ở đêm này gần tới 2 giờ sáng lận chú. Cấp đó là một cái đêm mà mình không có quên được, một cái hình ảnh là Trần Thị Nguyễn từ đó giờ không có quên được, là tại cấp mà mình thua cái phiếu đó đó quý vị, kế dòng quý các bác, các cô, các em dòng dòng Trần Thị ai cũng khóc hết, là giống hình như là mình bị mất nước một lần nữa. Là cái đó là không có được trách nhiệm được ở trong cái việc làm của một người dân cử Mỹ gốc Việt mà mình đã giúp mình đã ủng hộ để cho thành một người nghị viên để đại diện cho cộng đồng. Và bữa nay á, chúng tôi lên trên đây để ủng hộ quý vị, quý đồng hương ở San Jose để cho cái recall này, để cho mình một lần nữa cái lá phiếu của mỗi người cử tri rất là quan trọng, mình không có quên được cái đó. Thưa cô, chúng tôi hồi nãy có nói chuyện với ban bãi nhiệm. Chưa có một cái bữa tiệc gây quỹ nào không có ca sĩ chuyên nghiệp trong cái thời gian quảng cáo rất ngắn, chưa được 10 ngày và tổ chức 2 ngày liên tục, nhưng cả 2 ngày đều không có vé. Thưa cô, thì cô có phát biểu nào về sự kiện này thưa cô? Và cái đó là thưa quý vị cũng biết là cái này là một cái mà trong lòng thương yêu của chúng ta, cái nước mẹ của chúng ta mình không có quên được. Cái recall này không phải là cái recall là nó chia sẻ gì cộng đồng hết đó. Cái này là nói về cái phiếu quan trọng và mỗi cử tri rất là quan trọng, là quý vị ủng hộ, là cái đó là một cái là cộng đồng chúng ta, không phải là chia sẻ, cái này là mình coming together. Thank you. Thưa quý vị, nếu chúng ta recall được Madison thì sao? Cộng đồng của chúng ta sẽ có một sức mạnh chính trị rất là quan trọng. Và đó chính là sức mạnh của cộng đồng của chúng ta. Chúng ta đã hiểu được cái nền dân chủ Hoa Kỳ thực hiện như thế nào và đường lối làm việc như thế nào. Cách đây hơn một năm, chúng tôi đã lên đây cùng với đồng hương trình bày những ước nguyện của cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại San Jose, trước hội đồng thành phố San Jose, trước ông thị trưởng và nhất là trước nghị viên Madison Nguyễn. Quý vị cũng nhớ mình ở đó gần hơn 2 giờ sáng. Jenna nhớ khi bữa đêm đó mình ở đó 4-5 tiếng đồng hồ, about 1 giờ sáng, quý vị trùng như là Janet đứng đó nghe cái verdict. Quý vị trẻ em, quý cô, quý bác mà đứng vòng vòng Janet bữa đêm đó, chắc mà mình nghe đó, mấy cái phiếu đó mà nó went against cộng đồng của chúng ta đó, quý vị Janet thấy là cái picture này Janet không có quên được. Các bác khóc một cái, it broke my heart to see that. Mình không có cách nào mà quên được cái picture đó. Và Janet xin cảm ơn quý vị đã ở đó tới 2 giờ sáng chúng tôi và hết đồng hương của chúng ta. Đây không phải là những đòi hỏi khó khăn, mà cái này là những ước nguyện của cộng đồng chúng ta. Tiếc là nghị viên Madison Nguyễn đã không chịu bỏ thì giờ để lắng nghe và lắng nghe của cộng đồng chúng ta. Trách nhiệm của một người dân cử gốc Việt là phải học đòn quyền lợi của cộng đồng của chúng ta và cộng đồng người bản xứ.
chúng ta phải làm hết mình để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng. Chúng ta phải để quyền lợi của cộng đồng lên trên quyền lợi của cá nhân. Che ghẻ cộng đồng, và cái này là cái sức mạnh của cộng đồng. Cái việc recall là một hình thức dân chủ của lá phiếu của người cử tri. Thay mặt hội đồng của quận Cam, hơn 600.000 cử tri, Janet Nguyễn xin đến đây một lần nữa nói với quý vị là chúng tôi ủng hộ cái việc recall, ủng hộ cử tri tốt nghiệp của chúng ta. Trước khi Janet đưa lại cái microphone để mời anh luật sư Eduardo nói vài lời, xin cho Janet Nguyễn nói vài lời tiếng Anh cho mấy người bạn của mình ở đây. It's an honor for me to be here today. It's about a year ago when I was here with you side by side at that city council meeting when we ask and we plead for our voices to be heard. We were together till 2 o'clock in the morning. And I remember I flew home at 6 o'clock in the morning to my meeting at 8. As an elected official, we always should remember who we work for, you, the voters. Any elected official should always remember this. This recall is not tearing this community apart. This recall is bringing us together. This recall is telling the candidates and the community out there that we, the voters, will come together. We put someone in office, we can surely take them out of office. So on behalf of over 600,000 residents in Orange County, những người mà dân cử gốc Việt, mình đặt cái sự tin tưởng của mình trong những người trẻ đó. Và đến ngày nay, cộng đồng chúng ta đã nhìn thấy sức mạnh chính trị của chúng ta cũng như sức mạnh về thương mại. Và đây là lúc để chúng ta phải đòi hỏi tất cả dân cử chúng ta bầu lên là họ phải phục vụ cộng đồng tận tâm, chứ không phải chỉ dùng chính trị để mà tự cho cá nhân mình thôi. Còn nếu mà được hân hạnh mà phát biểu để cho tất cả mọi người cũng được dự hôm nay thì phải nói là tôi rất là vinh dự được nói. Thứ hai nữa là cũng muốn để cho tất cả mọi người khắp thế giới biết được rằng là cái cộng đồng người Việt ở đây không phải là một cộng đồng ngây thơ, mà là toàn là những người giàu từ trẻ đến lớn đều có trưởng thành về chính trị rồi. Cho nên khi họ nhìn thấy một nghị viên bất xứng và bằng những cái phiếu đầu tiên họ đã đưa lên thì lần này họ phải lấy xuống lại. Tức là đây là một sự công bằng trong cuộc chơi. Tức là mình cho không xứng đáng, mình lấy lại. Nghị viên Madison Nguyệt phải xuống thì cộng đồng Việt mới yên ổn để đi vào cuộc sống bình thường. Trong khi anh đặt câu hỏi thì anh nhìn thấy trên gương mặt tôi là một cái sự hân hoan, vui mừng. Điều đó nói một phần nào rằng tôi đến đây không phải vì để nghe ca nhạc, không phải đến đây để mà ăn, mà đến đây để mà chung vui với tất cả mọi người, góp một bàn tay rất nhỏ, góp một chút tiền rất nhỏ để cho cộng đồng, để cho mà bài nhiệm có điều kiện để làm việc tiếp nối trong 2 tháng tới. Thì cái việc chật chội hay là phải đợi chờ lâu hơn, điều đó không quan trọng đối với tất cả mọi người đây, chứ không phải riêng gì cả những tôi. Thì tại chỗ hôm nay thì không tới cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ và thoải mái. Tại vì mặc dù cái thời gian mà chờ đợi còn khá dài, nhưng mà các đồng bào ở đây rất là hân hoan, rất là vui tươi rạng rỡ. Anh thấy không, những nụ cười rất là vui tươi. Và mấy giờ những người bạn có bạn ở trong đây là mong rằng cái bữa tiệc gây quỹ này chúng ta cùng cộng đồng hợp sức nỗ lực là phấn đấu trong cái tinh thần đoàn kết để qua được cái cô Madison Nguyễn, và để hy vọng chúng ta sẽ thành công sớm trong cái vấn đề đi qua này. Trong cái vấn đề này thì như anh cũng biết là tôi đến
với tinh thần chung của đồng bào để ủng hộ trong vấn đề bãi nhiệm Madison, đóng góp với lại ủy ban bãi nhiệm, chứ không phải để đây để mà thưởng thức, để mà hưởng. Chúng tôi để đây là cùng chung sức với đồng bào. Thưa anh nghe nữ, là cái cảm nhận của chúng tôi là chúng tôi rất mừng, là vì việc làm của chúng ta là có chính nghĩa, cho nên đồng bào đã tới rất là đông. Trong cái cảm nhận của chúng tôi là chúng tôi rất sung sướng đã họp cùng đồng bào để làm một cái chuyện mà chúng ta làm nên lịch sử từ trước tới giờ. Đồng bào chúng ta, đây là lần thứ nhất chúng ta làm nên lịch sử.